tay cầm đầu lò, một tay cầm kim, và mình tiêm vào cái lúc đó mắt của mình theo dõi cái đường kim đi, mắt theo dõi đường kim đi là mình sẽ quản lý được đường kim đi bề sâu bề dài, bề sâu từ da xuống kim, bề dài kim đi vô trong bao khớp, dừng lại chỗ nào là an toàn, có biến chứng chảy máu hay không, tất cả là mình quan sát thì quản lý được hết. Một cái ứng dụng thứ hai là tiêm vào trong khớp vai dưới hướng dẫn siêu âm. Như đây những gì các anh chị thấy nè, cái đầu kim là cái đường trắng trắng nè, trên ngôn ngữ siêu âm hay gọi là đường phản âm dày đó, thì mình quan sát được cái đường kim đi vào trong bao khớp của cái khớp vai. Đây là đường kim đi, và một tay cầm đầu dò, một tay cầm kim, thì cái người bác sĩ làm á thì phải thuận, không cần, bên xin lỗi, không cần thuận tay nào, mà mình sẽ tập quen tùy phía bên của bệnh nhân. Ví dụ mình làm cái bên trái thì mình sẽ cầm đầu dò tay trái hay tay phải, tùy mình sẽ tập cho quen, chứ không nói là tôi chỉ thuận tay phải cho nên phải xoay trở bệnh nhân theo là không có được. Mình sẽ thuận là mình sẽ tập cho hai tay nhuần nhuyễn. Rồi cái này là tiêm nhỏ sau, tiêm vào bao khớp nhỏ sau, thông thường các anh chị và một số người biết là tiêm mù. Còn đây là mình có thể dùng cái hướng dẫn siêu âm để đưa kim vào, nhất là ở những bệnh nhân béo phì hoặc là tập thể hình đó, cái lớp cơ dentin dày hoặc là lớp mỡ dưới da dày, thì mình dùng siêu âm rất là hiệu quả. Các anh chị làm quen rồi chỉ cần một phút là kim đã đi xong rồi đó. Mắt mình cũng quan sát nè ha, mình sẽ tìm được cái chấm xương cánh tay, mình đánh giá được đường kim đi rồi để vô được cái bao đầu kim vào đến bao khớp là xong nhiệm vụ. Rồi một ứng dụng khác là dùng kim đưa vào bao vật dịch dưới mỏng cùng cơ delta dưới hướng dẫn siêu âm. Thì nếu không biết thông thường các anh chị tiêm mù ha, thì mình nếu mà tí nữa mình có thời gian thì mình sẽ làm thử trinh sát, là mình sẽ thấy nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vấn đề là trang bị thôi, trang bị cái máy thôi. Đây là ứng dụng nè, một tay bác sĩ cầm đầu dò, một tay cầm kim, và khi kim nó đi vào trong bao vật dịch dưới mỏng cùng cơ delta, mình bơm thuốc vô thì cái bao vật dịch nó nở ra đó. Đây là chõm xương cánh tay, đây là gân của cơ trên gai, thì khi tiêm vô trong cái bao vật dịch dưới mỏng cùng là mình quan sát được cái đường kim đi và lượng dịch mình bơm vào. Rồi một ứng dụng khác là hướng dẫn kim đi vào bao vật dịch gân đầu dài, gân dị đầu. Cái này các anh chị sẽ làm trinh sát và tiêm mù, nếu mình có thời gian mình sẽ làm được những cái này ha, dưới hướng dẫn của siêu âm. Cũng một tay cầm đầu dò, một tay cầm kim, và mình quan sát đường kim đi, đây là rãnh dị đầu, đây đầu dài gân dị đầu nằm trong đây, trong rãnh dị đầu, thì cái kim đi mình sẽ cho đi bên ngoài vô, mình hướng nhắm vô ngay chỗ cái bao vật dịch này đó, là mình quản lý được đường kim đi chính xác. Đây là cái tư thế của bệnh nhân, thì tùy mình tiêm như chỗ nào mình sẽ có một cái tư thế phù hợp, miễn là bệnh nhân thả lỏng thoải mái nhất, không cần phải tay chân co như dũi gì, tại vì đã có máy siêu âm rồi, cho nên các anh chị cứ cho bệnh nhân nằm thoải mái là mình sẽ dùng đầu dò tìm được cái chỗ mà đưa kim vào cho nó an toàn. Bác sĩ đứng ở đầu bệnh nhân ha, bệnh nhân nằm ngửa đầu dài nhìn đầu nha, cái này á, là để tiêm vào trong cái đống vôi gân cơ trên gai để phá hủy cái vôi đó. Thì bác sĩ đứng đầu bệnh nhân, đầu giường bệnh nhân, cái máy siêu âm sẽ đối diện cái mắt của người làm, và mình hướng cho kim đi vào trong cái mảnh đống vôi này, mảnh đống vôi này, sau đó dùng xung lực hoặc là dùng thuốc phá vỡ cái mảnh đống vôi đó ra. Đó là ứng dụng của siêu âm. Một ứng dụng khác là tiêm vào cái gân duỗi hoặc là khe khớp khuỷu, thì cái này các anh chị làm mù được rồi, siêu âm chỉ giới thiệu qua cho các anh chị biết thôi. Rồi tiêm vào cái khớp quay cả quay thuyền, cái xin lỗi, khớp quay thuyền cũng ứng dụng với hướng dẫn siêu âm, cái này mình làm mù thì nó sẽ tiện hơn. Ngoài ra có thể ứng dụng vô trong cái tim bao gân dạng dài và dưỡng ngắn của ngón cái được cơ ven. Một cái nữa là mình sẽ thực tập á, là tiêm vào bao khớp háng. Tại vì sao ứng dụng nhiều, vì cái khớp háng cơ nó dày quá, mở với da cũng dày, cho nên cái vùng này nếu mình dùng cảm giác để tiêm mù á, mình sẽ cảm nhận không chính xác. Ngoài ra nó còn có bó động mạch đùi, cũng là mạch máu lớn ngay cái vùng này, cho nên ứng dụng của siêu âm gần như là tuyệt đối. Nếu các anh chị gan lắm thì mới tiêm mù thôi, chứ còn các bác sĩ ở miền Nam thì thường phải dùng máy siêu âm đó. Rồi tí nữa mình sẽ tìm hiểu là cái tư thế bệnh nhân, vị trí giải phẫu, chỗ nào là tiêm được, các anh chị chỉ cần biết từ đó là làm được cái thao tác đó thôi, không cần phải là
bác sĩ chuyên về siêu âm, bác sĩ lâm sàng hay là bác sĩ tổng quát đều làm được hết. Đây một ứng dụng khác là tiêm vào bao lọc dịch dưới máu chuyển lớn. Ngay cái vùng này cũng dày, cơ cũng dày, mô mỏ dưới da cũng dày, mình sẽ cảm nhận cái móc xương không có rõ thì mình cứ kéo máy siêu âm ra làm. Các anh chị thấy không, một tay cầm đầu dòi, một tay cầm kim, sau khi định được chỗ nào tim an toàn rồi thì mình đi kim vô thôi. Rồi một ứng dụng khác là vô tim vô bao hoạt dịch dưới ủng ngồi cũng như vậy luôn, cơ dày chỗ nào mà cơ dày mỏ dày rồi không thấy móc xương, không thấy an toàn, cứ kéo cái máy siêu âm ra làm. Hồi xưa là làm bằng dưới màn hình quang tăng sáng ha, bây giờ cứ kéo cái máy siêu âm không ăn tia, nhanh gọn lẹ, cái trang bị phòng cũng đỡ nữa, đơn giản làm tại phòng bệnh, phòng phẫu thuật hay là trong phòng chuyên đều được hết. À, cái một cái ứng dụng khác là tiêm vào ngách cổ chân trước dưới ứng dụng siêu âm thì mấy cái khớp, mấy cái vùng nông như này các anh chị dùng tiêm mù, dùng cái cảm giác tay, nếu trường hợp khó khăn quá, tràn dịch nhiều quá, bệnh nhân gặp béo phì thì cứ kéo máy ra. Rồi đây là tiêm vào khớp dưới sân cũng vậy luôn. Rồi là mình có giới thiệu qua cho các anh chị về cái ứng dụng của siêu âm. Ngoài ra siêu âm còn ứng dụng rất là nhiều như tim thấm, tim các khớp liên máu vùng cổ, trong gây tê ngoài màng cứng, rất là nhiều nha, nhưng mà nó nằm trong cái phần khác. À, bây giờ mình qua phần tiếp theo là đưa kim khớp kháng dưới hướng dẫn siêu âm. Các anh chị quan sát giùm mình trên cái mô hình này là khớp kháng bên trái hay bên phải? Dạ, bên trái. Coi như bệnh nhân này nằm đầu lên trên chung với hai cái sáng này nha. Đây là cái mô hình xương heo thôi, xương heo non luôn á. Rồi, nằm đầu lên trên, chân dưới đây, đây là phía bên trái. Như vậy thì bây giờ mình sẽ nhờ một anh làm bác sĩ, một anh, một chị gì đó làm bác sĩ làm, thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Rồi, trên, các anh chị thấy là trong khoa phòng mình hoặc phòng mạch mình hoặc là phòng khám, trung tâm y tế cũng được, nếu mình có cái máy lớn như cái máy này, có đầy đủ các chức năng thì mình lấy ra mình sử dụng, còn nếu không có mình vẫn dùng những cái máy xách tay như thế này. Máy xách tay có chức năng màu hay không có chức năng màu không quan trọng, là vì chức năng màu để tìm coi có mạch máu hay không mạch máu khu vực đó mình tránh đi. Nhưng nếu không có chức năng màu, mình chỉ cần nghi ngờ cái cấu trúc đó là mạch máu, mình để cái đầu dò đợi một chút, thấy mạch nó nảy lên trên hình trắng đen là mình xác định nó là mạch máu, thì mình dời đầu dò đi chỗ khác mình tiêm thôi nha. Không cần yêu cầu tôi phải có cái máy màu, bệnh viện phải trang bị cho tôi cái máy có Doppler tôi mới làm được cái thủ thuật này, nhà không phải. Rồi ngoài ra mình có thể không cần máy mới, máy xịn. Các anh chị chỉ cần chức năng của cái máy là mình thấy cái kim thôi. Ví dụ như đây là cái cây kim sẽ đưa vào, thì cái cây kim này nó có khẩu kính dày, cây kim GT mặt cứng 22W, khẩu kính dày, cho nên dưới siêu âm thì nó có một đường phát âm dày như hồi nãy mình thấy, đủ để phát hiện trên hình. Cho nên máy cùi bắp, máy bỏ đi bên mấy khoa phòng khác hoặc là hàng second hand, hàng xài rồi, mình có thể trang bị lại, mình xin về, mình để dành mình xài, tại vì mình chỉ cần quan sát đường kim đi với lại khớp với lại vỏ xương nha. Mình nhận diện được ba cấu trúc đó, đường kim, bao khớp, dịch khớp và vỏ xương là mình có thể thực hiện thủ thuật. Còn để máy mà siêu âm xịn, tương phản tốt là để làm cho công tác chẩn đoán là của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chuyên về siêu âm. Như vậy mình lấy một cái máy cũ về, có một số chức năng cơ bản, có những cái đầu dò như đầu dò phẳng, đầu dò cong là mình có thể thực hiện được. Thì cái máy xách tay này mình có thể cầm đến giường bệnh, bệnh nhân đi không được, mình đem đến giường bệnh là làm được, chứ không cần đẩy cái đòi máy lớn. Rồi mình sẽ làm quen, bây giờ mình sẽ bật máy ha. Trên cái máy á, các anh chị đến với cái máy của mình thì mình làm quen rồi, nếu mình mượn máy của khoa phòng khác thì mình chỉ cần làm quen một số máy, một số chức năng cơ bản. Bây giờ cái máy này chưa bật ha, đầu tiên là mình sẽ bật máy lên. Thì cái nút bật nó sẽ quen thuộc như máy tính mình á. Anh chị bật lên. Ổn điện. Tưởng rồi, đó là này đó.
mình làm trong một cái phòng điều kiện, một cái phòng bệnh cũng được, nhưng cái chỗ làm là các anh chị bảo đảm thao tác vô trùng, giống như bất kỳ thủ thuật nào thao tác vô trùng ha. Còn cái màn hình, mình có cần vô trùng màn hình hay không? Thứ nhất như vậy nè, tại vì đây là phòng sát, nó không sạch cho nên mình mới nhờ các anh chị ở bên bộ môn mình bọc lại. Tuy nhiên cái máy này á, là hàng second hand, hàng không tốt lắm, nhưng mà làm thủ thuật thì rất là tốt. Thì nó sẽ tỏa nhiệt, nó tỏa nhiệt rất là nóng, cho nên nếu mà mình bọc kín mít như vậy nè, những cái máy mà mình đem thì mình làm mình bọc kín mít, nó không có tỏa nhiệt được là nó sẽ cháy sau một thời gian sử dụng. Ví dụ cái lớp của mình sáng mai 3 tiếng mà mình mở liên tục thì nó sẽ cháy. Cho nên bây giờ mình sẽ mở cái màn hình ra, và tí nữa các anh chị dùng khi mình mang găng mà mình đụng vô sát rồi á, thì đừng có đụng lên màn hình giùm, đừng có đụng vô bàn phím mà màn hình, nhờ các bạn mà có cái tay sạch đụng vô giùm, thì cái máy nó sẽ thực hành cho trên người sống nữa nha. Các anh chị này, khi máy nó khởi động rồi ha, bật cái công tắc lên, mình sẽ thấy đây, mình đang có cái đầu dò này, gọi là đầu dò thẳng. Anh thẳng. Đầu dò thẳng thì trên màn hình nó thẳng, đúng chưa? Nút khởi động rồi. Nút thứ hai các anh chị làm quen là nút free, là đứng hình, các anh chị thấy máy nó đang cử động không? Rồi mình mở máy lên, nếu mà nó đang cử động vậy là nó đang phát cái chùm tia siêu âm. Mình chưa dùng thì mình đứng hình lại để tiết kiệm năng lượng máy và đỡ hư đầu dò, nó hao mòn đầu dò. Khi nào mình sử dụng thì mình nhả free ra, mở chế độ thì hình nó chạy nha. Rồi tạm thời chưa dùng mình bấm nút free. Đó là hai nút, nút mở màn hình, nút mở công tắc ha, nút free hình. Hai nữa là nút, thứ ba là nút đép, nút về sau. Tại sao mình nói về sau? Các anh chị thấy là từ trên đây là bề mặt da nha, quy định luôn, đây là bề mặt da. Nếu bệnh nhân nằm ngửa thì đây sẽ là bụng, đây hướng về lưng. Nếu bệnh nhân nằm sấp, ví dụ mình làm khớp vai hay là bao quật dịch dưới ụ ngồi đi, bệnh nhân nằm sấp thì trên đây sẽ là lưng, dưới đây sẽ là bụng nha. Thì cái bề sâu khảo sát này, các anh chị nhìn đây, nó có cái thước 1, 0 nè, 1, 2, 3 à, đây là cái bề sâu từ da đến đây có thể khảo sát được trên cái đầu dò thẳng này. Nếu mình đổi qua đầu dò cong thì bề sâu khảo sát nó sẽ sâu hơn mười mấy cm, thì tí nữa mình đẩy qua sát mình sẽ không dùng đầu dò thẳng, mình dùng đầu dò cong thì mình mới coi được cái khớp háng của sát. Thì đây là cái bề sâu, thì cái nút này nè để chỉnh cái bề sâu, nếu em bé trẻ con mỏng nhỏ mình chỉnh cho nó giảm xuống, mình chỉ cần 2 cm mình có thể thấy được từng cấu trúc rồi. Nếu mà trẻ em béo phì hoặc người lớn thì mình tăng bề sâu khảo sát lên nha. Nếu mà tăng đến mức tối đa của máy rồi, nó tăng maximum nó là nhiều mười mấy luôn nè, mà mình không thấy được nữa thì đổi qua đầu dò cong đi, đừng có cố, đừng có cố làm cái gì. Rồi đó là nút đép ha, mình đi tìm trong cái bàn phím của cái máy siêu âm mà mình nhận về á, chứ nút đép nó có thể nằm chỗ này, nó nằm chỗ kia, nó nằm chỗ nào kệ nó, mình đi tìm nó ở đâu. Rồi một nút nữa là nút đo. Đo cái gì? Mình sẽ đo bề sau từ da xuống đến bao khớp mà có chứa dịch, rồi từ bao khớp cho đến cái vỏ xương. Ví dụ từ da đến bao khớp 1 cm, từ bao khớp đến vỏ xương 1 cm nữa là tổng cộng là bề sau thì 2 cm. Như vậy cái kim mình đi sẽ 2 cm trở lên, tại vì kim mình sẽ đi xéo. Kim đi đường vuông góc với da thì 2 cm, nhưng kim đi xéo có phải là đường chéo của tam giác vuông thì nó sẽ dài hơn. Như vậy thì mình sẽ dự đoán được đường kim đi, và mình sẽ chọn cái kim. Ví dụ mình chọn kim 22 W, khẩu kính của nó giống nhau nhưng mà nó phải đủ bề dài 7-8 cm hoặc là 5 cm để đủ để đi sâu nha. Thì cái thang này để giúp cho mình lượng giá tiên lượng được bề sâu là cái nút đo nha. Rồi ngoài ra có trên cái máy này cái nút B là chế độ trắng đen. Như vậy khi mình có may mắn cái máy này nó có chức năng màu đất đen, mình sử dụng nút color để làm gì? Mình thấy một bó mạch đùi, một bó mạch nào đó nó bị dị dạng mạch máu, nó bị giả phình, trước đó nó có can thiệp tim mạch rồi, đặt stent rồi vân vân, chọc cái cây vô tự nhiên, bây giờ mình cần cái nhu cầu về khớp háng, mình đặt máy vô mình thấy có cái cấu trúc gì đó dạng mạch máu, đập rồi nghi ngờ mạch máu quá, có phải giả phình hay không, hay là dị dạng mạch máu giờ động tĩnh mạch, dị dạng động tĩnh mạch vân vân, bỏ cái chức năng màu này vô. Thì các anh chị không có khái niệm kiến thức về chức năng màu thì mình chỉ cần mình nhìn xanh đỏ nè, xin lỗi, xanh đỏ đúng không? Xanh đỏ này nó chỉ có ý nghĩa là hướng mạch máu chạy về hay chạy đi thôi.
ha. Thì mình bỏ mạch máu vô, mình bỏ cái khung màu nè, cái khung màu vàng nè, vô cái cấu trúc mình nghi ngờ. Nếu nó có lên mạch, nó lên dòng chảy ha, là nó có mạch máu đang chảy. Nhưng nếu nó không lên dòng chảy thì sao? Ví dụ như giả phình mà đã có huyết khối rồi thì nó đâu còn dòng chảy đâu, đúng không? Giả phình không có huyết khối rồi thì cái giả phình nó không nằm một mình, nó sẽ nằm bên cạnh một cái mạch máu. Thì mà lúc đó cái màu này nè, nó sẽ lên cái mạch máu chính đó. Nó sẽ hiện hình lên trên cái mạch máu chính chứ nó không có hiện hình lên cấu trúc giả phình. Cho nên ứng dụng của mạch của màu mình bỏ vô để mình coi ra cái đó là có dòng chảy nha, máu đang chảy. Còn nếu có huyết khối tắc rồi thì nó sẽ không có dòng chảy. Như vậy chức năng màu chỉ gợi ý thêm thôi nha. Thì mình đi kết hợp bệnh sử này nọ các thứ rồi khám để loại trừ ra. Rồi chức năng màu bây giờ mình bỏ đi, mình quay trở lại chức năng trắng đen là BMOD. Rồi ngoài ra một cái nút nữa gọi là chữ gen là để chỉnh sáng tối. Các anh chị thấy này, khi mình giảm là nó sao, mình xoay theo cái chiều tùy máy, có máy từ trái sang phải, có máy từ phải sang trái. Mình làm quen với máy đó để mình chỉnh độ sáng tối. Ví dụ tối thui mình thấy cái cấu trúc ở đây không biết là dịch hay là u, mà dịch này không biết là mủ hay là máu hay là bao hoạt dịch dày lên đây, thì mình chỉnh cái gen này để mình coi, mình coi cái độ sáng tối trắng sáng. Mà cái gen này mình chỉnh gọi là gen chung, tức là một lần nó sẽ chỉnh nguyên cái độ sáng tối của cái bề sâu 3 cm này. Còn cái này là gen khu trú, tức là mình thấy mình chỉ muốn chỉnh cái, mình muốn coi cái trên này nè hoặc là bề sâu dưới này nè, thì tương ứng với chỉnh màu, chỉnh màu sắc của cơ của cái bề sau này. Ví dụ tôi muốn coi cái này trắng sáng lên để coi nó là cấu trúc gì, à tối tối lại sáng lên, thấy không? Thì mình sẽ chỉnh khu trú. Còn nếu mình muốn nó ở cái cấu trúc này nằm sâu quá, tôi không biết là có dịch hay không có dịch, dịch nhiều hay dịch ít, mình giảm nó xuống hoặc là mình tăng nó lên. Đây tăng lên ha, để mình coi được cấu trúc. Đây là gen khu trú, này là gen toàn phần. Rồi đó là những cái nút cơ bản, vậy là xong rồi đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại, mình làm quen với trên hình siêu âm mình coi cái khớp háng nó làm sao. Siêu âm cơ xương khớp á, quan trọng nhất anh chị thuộc móc xương, chẩn đoán hay là thủ thuật gì thuộc móc xương. Ví dụ mình làm khớp háng thì mình sẽ tìm cái móc xương là chõm xương đùi, cổ xương đùi, thân xương đùi. Làm khớp vai thì mình tìm cái móc xương chõm cánh tay, xương vai, mỏm quả, mỏm cùng. Nói chung mình sẽ dựa vô móc xương. Thì bây giờ trên hình thông thường cái khớp háng các anh chị thấy nha, là cái xương đùi với lại ổ gối. Bình thường mình nhìn cái phim X quang là đứng, nhưng mà khi làm cho bệnh nhân nằm và trên cái hình, trên cái màn hình của mình nè, nó cũng nằm luôn, thì mình sẽ định vị 3 chiều. Các anh chị tương tự khi bệnh nhân nằm thì lúc này chỉ còn cái đường màu đen thôi, là cái đường vỏ xương thôi. Tại vì trên siêu âm những cái gì phía sau xương là ảnh giả hết, phía sau xương là ảnh giả. À, đây là hình siêu âm thì cái đường màu trắng này nè là vỏ xương, hay mình gọi ngôn ngữ siêu âm là phản âm dày, đường phản âm dày của vỏ xương. Phía sau cái đường phản âm dày này nè hoàn toàn là ảnh giả, bóng lưng không quan tâm tới. Mình chỉ quan tâm từ da xuống đến vỏ xương để coi đường đi của kim thôi nha. Rồi thì cái tư thế bệnh nhân sẽ nằm ngửa và cái đầu giò của mình sẽ đặt vô, tí nữa mình sẽ làm. Như vậy mình sẽ quay lại quy định về cái hướng chữa bệnh nhân với màn hình. Bây giờ bệnh nhân đang nằm đầu ở đây, đầu trên, như vậy thì mình sẽ quy định anh cầm cái máy, anh bác sĩ đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ vô cái bê lại cái khi mình làm á, các anh chị sẽ vệ sinh cái mà mình sẽ vô trùng cái đầu giò như thế nào. Cái đầu giò từ cái khúc mà cái chui này trở đi á, mình dùng cái bao giống như đầu nội soi để vô trùng. Còn cái phần đầu giò này thì mình sẽ vô trùng bằng găng, lấy một cặp găng vô trùng ra nha các chị. Lấy găng vô trùng, găng này mình giả bộ thôi chứ còn găng này găng sạch thôi. Lấy găng vô trùng, cái nước này là sẽ dung dịch muối sinh lý. Đây là cái trường vô trùng, các anh chị trải xăng xong xuôi rồi, sát trùng da xong xuôi rồi, là nước muối sinh lý sạch. Anh nhúng cái này, các anh chị thấy cái đầu trà, đầu xám này không? Cái đầu xám này rất là cái nơi để lấy hình, cho nên mình cần phải có một cái dung dịch nước hoặc là gel. Thì ở đây mình dùng dung dịch vô trùng là nước muối sinh lý hoặc là betadine. Sau đó cái găng vô trùng này, hai tay mình mang găng vô trùng luôn, đúng chưa? Mình sẽ bọc vô, mình sẽ bao lại cái đầu giò này, các anh chị ôm cái đầu giò như vậy và nộm cái cổ găng tay, kéo căng xuống cho nó phủ luôn cái chui.
dịnh lại làm gì, để cho cái căng cái diện tiếp xúc của găng tay với cái diện tích màu sáng này. Thì ở dưới đây nè, mình phải buộc lại, chứ không là nó buộc lên nó sẽ có khoảng hở vô, không có sạch, không có vô trùng. Thì mình lấy cái găng tay vô trùng còn lại mình buộc lại. Rồi đây mình đã làm xong thao tác vô trùng, và mình buộc là cho nó nằm dưới cái chuôi cái khớp này thì nó sẽ không buộc lên. Còn nếu mình buộc gần quá thì nó sẽ hở cái mối nối giữa cái phần này và cái phần găng tay này, nó không có chồng mí là sẽ bị dơ. Không có cẩn thận nó bảo vô găng tay này thì găng tay giảm, cho nên mình làm trên cái này lâu lâu nó sẽ rách. Nếu tí nữa mình làm trên xác thì các anh chị để ý, nếu mà thấy nó rách thì thay liền nha, chứ không là vô mình học trên những khóa sau bằng trên người sống. Rồi bây giờ cái găng, cái đầu dò của anh chị đã vô trùng rồi, thì trên da bệnh nhân đây mình sát trùng sạch rồi, thì mỗi lần mình cần khám á, thì mình sẽ đổ cái nước muối sinh lý này lên nha, không dùng gel y tế nữa. Mấy cái chai gel xịt xịt nó chỉ là gel sạch thôi, còn để muốn vô trùng thì nhờ bạn điều dưỡng đổ một miếng nước muối sinh lý lên. Rồi đó là bồi vệ sinh vô trùng đầu dò. Bây giờ mình quay lại với cái hướng đầu dò. Là cái ví dụ như đây, bệnh nhân này là khớp há bên trái, anh Thuận bác sĩ này thuận tay gì tôi không cần biết, đúng không? Bác đứng sát bệnh nhân nhất đối khớp bên trái, còn nếu mà khớp bên phải thì bác đứng bên này, cái máy của bác sẽ dò bên kia đối diện với cái mắt của bác ha. Nhìn bác nhìn thẳng ha, điều dưỡng sẽ nâng tầm cái bàn này làm sao nó tùy bác. Bác cao cái giường bệnh nhân cao, bệnh nhân mập gì đó, mình sẽ chỉnh những cái đó cho nó vừa tầm xong. Rồi bây giờ siêu âm khớp háng á, thì kim nó sẽ đi từ chân lên đầu, hướng kim lúc nào cũng sẽ đi xé như vậy nha. Thì nó sẽ đi cái hướng thuận nhất được chân lên đầu, để không có bị cản trở bởi vùng bụng, mở bụng. Nếu các anh chị tưởng tượng nếu kim đi từ đầu xuống chân thì nó sẽ vướng cái gì? Nó sẽ vướng cái mở bụng. Dạ. Đó, nó muốn vướng bụng mình sẽ không kiểm tra được, và không có cái móc xương. Trên này chỉ còn là khung chậu thôi. Cái khe khớp háng này, các anh chị thấy khe khớp háng không? Thì trên này chỉ là cái khung chậu, mình sẽ không có làm cái móc xương được. Còn khi kim đi từ dưới chân lên đầu, mình có cái móc xương là trỏm xương đùi, cổ xương đùi, thân xương đùi. Mình sẽ dùng siêu âm để tìm cái móc xương đó. Cho nên kim sẽ đi từ chân lên đầu ha. Từ chân lên đầu rồi thì trên siêu âm nó có hai cái gọi là mặt phẳng, ba mặt phẳng, nhưng mà ở đây mình quan tâm hai mặt phẳng, là mặt phẳng cắt dọc và cắt ngang. Rồi anh đặt đầu dò lên. Rồi khi kim đi từ chân lên đầu thì tay này, tay trái sẽ cầm kim, đúng không? Nếu như mà bác đứng bên phải, khớp bên phải thì bác sẽ đổi tay lại nha. Miễn sao cái kim nó sẽ đi từ chân lên đầu thì cái tay này của bác sẽ cầm kim, tay này sẽ cầm đầu dò, được chưa? Như bác thuận tay nào mình không cần biết, bác phải tập. Rồi. Rồi khi cầm đầu dò, các anh chị cầm giống như cầm bút, cầm như vậy là không đúng ha. Ba ngón này của mình cầm sát vô, còn ngón 4, ngón 5 làm gì? Mình sẽ dịnh trên cái da bệnh nhân nha. Tại vì mình để đây mà mình không có ngón 4, ngón 5 cái nó chạy tới, nó chạy lui, nên nó trượt mất cái điểm. Ví dụ mình muốn tìm ở điểm này, mình vừa mới quay qua cầm cái kim cái nó chạy lên trên. Cho nên mình dùng ngón 4, ngón 5 để mình tựa trên da, và cầm sát đầu dò xuống dưới. Các anh chị đừng có cầm lên trên này, đừng có cầm như vừa đục như vậy nha. Cầm sát xuống dưới, ba ngón giữ cái đầu dò, ngón 4, ngón 5 hoặc là ngón 5 không cũng được, tựa trên da. Và mình lái cái đầu dò bằng cái lực cổ tay nha. Rồi anh cầm thử đi. Ví dụ nó chưa có cái găng này nó khô quá, anh cứ nhúng cho đây. Dạ. Rồi các anh chị thấy cái mặt hình nó đứng không? Nó free. Rồi mở ra đó. Rồi anh để im đó. Bây giờ anh đang để cái này là đầu dò mặt phẳng cắt ngang, bệnh nhân đang nằm dài mà, đúng không? Cắt ngang. Rồi bỏ vô thì mình quay trở lại là đầu dò cắt dọc đi nha. Đầu tiên là cắt dọc thì mình sẽ đứng dọc theo cái hướng của bệnh nhân đi ra. Rồi mình làm sao mình biết cái đầu dò này nó có song song với màn hình không? Tức là phía bên này của đầu dò là hướng về đầu, để phía bên này của màn hình là cũng hướng về đầu không? Màn hình, đầu dò và bệnh nhân cùng một hướng không? Làm cách nào kiểm? Dạ, thì có 3 cách trên dân siêu âm nó làm, nhưng ở đây mình chỉ là thủ thuật thôi. Mình biết một cách thôi, mình chia sẻ với anh chị một cách cho nó dễ, là tiếp xúc đầu dò phía nào thì phía đó lên hình. Ví dụ, đầu dò anh chị đang cắt dọc, anh chị nghiêng qua một nửa phía trên đầu thì hình nó phải lên trên đầu. Nhưng ở đây anh thấy hình nó chỉ lên phía chân, như vậy là người thì anh sẽ xoay đầu dò lại, đúng rồi, anh xoay đầu dò lại, rồi anh kiểm tra lại nghiêng đầu dò một bên, rồi được chưa?
thì trên này đầu bệnh nhân, phía này gỗ đầu đầu giò, phía này gỗ đầu màn hình, là tất cả hướng về một hướng. Để làm gì? Để chứng tỏ đây là phía chân, phía chân bệnh nhân. Thì tí nữa kim mình đi từ chân lên thì mắt của mình sẽ để đây, kim nó sẽ chỉ nó xuất hiện, kim nó xuất hiện từ đây lên thôi. Tự nhiên mình tiêm từ chân cái mình thấy kim nó xuất hiện từ đầu là mình biết mình ngược đầu giò. Sao? Ngược đầu giò thì cao thủ mới làm được. Xoay kiểu gì họ cũng làm, còn mình mới mình cứ làm đúng bài bản đi. Dạ. Cái thứ hai, bề sau của cái này từ da xuống đây là bao nhiêu? 2 phần. Máy nó đứng rồi. Hai bề sau 2 cm nha. Là bệnh nhân này mỏng, trẻ em nha. Thì từ da xuống 2 cm rồi, các anh chị thấy cái đường phản âm dày này không? Đây là vỏ xương. Dạ. Mình chỉ cần là lựa một cái máy siêu âm thấy được cái vỏ xương. Thấy được cái vỏ xương rõ ràng là được nửa đường tiêu chí rồi đó. Tí nữa mình đi kim vô mà cái máy này thấy được cái kim nữa là đủ để xài, không cần nhiều. Rồi. Thì cái đó là cắt dọc, bây giờ anh cắt ngang là sao? Anh xoay ngang này. Rồi xoay ngang. Xoay ngang thì mình sẽ lúc đó thì quy định cho cá nhân mình. Bên này, ví dụ mình nói bên này là bên trong của bệnh nhân ngay đường giữa. Nếu mà bên trong bệnh nhân thì anh nghiêng đầu dò về phía trong. Nó lên hình vậy là đúng. Đúng chưa? Để làm gì? Nếu như ở đây thùng bẹn, mình nghi ngờ chỗ này bó mặt đùi thì nó nằm ở phía trong đúng không? Mình đang ở đây, còn nếu mà ở đây mình nghi ngờ một máu gì đó thì mình nghi ngờ ở đây thì con nghĩ trong thì mình nghiêng vô trong. Nếu đúng nó là bó mặt đùi thì mình tránh ra, mình lui ra phía sau, mình lui ra phía ngoài chút ha. Đó là kiểm tra hướng đầu dò nha. Còn hai cái cách kia trượt đầu dò tới hình chạy lui gì gì đó nó hơi khó hơn. Này các chị đầu tiên biết một cái đi, rành đi rồi mình qua cái thứ hai nếu mà có điều kiện. Rồi tiếp nữa, như vậy bây giờ mình sẽ tìm cái móc, cái móc hình là mình tìm ra được cái chỏm xương, cánh chỏm xương đùi. Rồi anh chị nhìn trên hình mô hình ha, cái xương đùi đúng không, nó có cái chỗ cái cổ xương đùi đây, ở đây là chỏm xương đùi, đây là khớp háng, được chưa? Thì cái nếp bẹn thường là nó nằm như vậy đúng không? Nếp bẹn nó nằm như vậy. Thì mục đích của siêu âm là mình sẽ lấy cái kim đi vô ngay chỗ cổ xương đùi. Tại sao cổ xương đùi mà không phải thân? Tại vì bao khớp nó chỉ bọc tới cổ xương đùi thôi, bao khớp nó đâu có bọc tới thân, mà bao khớp nó cũng không ngừng ngay chỏm, nó sẽ bọc qua cổ. Mà nếu mà kim mình đi vô tới trong chỏm á thì nó sâu quá, còn đi với cổ thì nó gần hơn, chỉ cần vượt qua bờ của bao khớp là vô trong khớp rồi, vô trong bao khớp rồi. Nếu đi thấp quá tìm thuốc không vô, đúng không? Vô cơ hết, lóc cơ hết. Cho nên mục đích của mình sẽ là tìm cái cổ xương đùi đến là chỏm xương đùi. Rồi bây giờ cái thân xương đùi thì nó song song với bờ ngoài của giường, với bờ ngoài của bệnh nhân. Còn cái cổ xương đùi nó sẽ chéo vô 45 độ. Như vậy đầu dò của mình sẽ đặt theo trục của cổ xương đùi chứ không phải trục của thân xương đùi. Ok. Nhưng mà trục của cổ xương đùi á, đây là nếp bẹn. Đúng rồi, trục của cổ xương đùi nó vuông góc với nếp bẹn. Cho nên trên da bệnh nhân thấy nếp bẹn cứ đặt đầu dò cái cạch vô, vuông góc. Sau đó mới đi tìm vỏ xương. Rồi anh làm gì anh bỏ vô đi. Dạ. Rồi anh cầm đầu dò thấp xuống, cái tay cầm thấp xuống. Rồi. Nè, chờ đầu dò vuông góc, đúng rồi, anh cầm thấp xuống. Dạ, cái tay thấp xuống đúng rồi. Ngón 4 ngón 5 anh tựa trên da để trụ cái tay. Dạ. Rồi vuông góc cái nếp bẹn đúng không? Vuông góc cái nếp bẹn này. Rồi ca này là em bé, cái sụn tiếp hợp của bé còn ha. Rồi cho mình thấy không, đây là vỏ xương, đây là phía đầu rồi ha, anh kiểm tra hướng đây. Đúng chưa? Đúng hướng đầu dò. Rồi, mình thấy được đây là thân ngay chỗ cổ. Rồi quay lại đây. Tiếp. Rồi thì mình sẽ cố gắng mình đi tìm cái thân cổ chỏm để cho ra được cái dấu hỏi là chỏm nó tròn nè. Chỏm nó tròn, thân nó thẳng và cổ nó chuyển tiếp từ tròn đến thẳng. Thông thường trên hình X-quang các anh chị nhìn thẳng đúng không? Bây giờ trên bệnh nhân nằm thì phải hoàn quen với hình ảnh nằm nha. Thì cái khớp háng của đây là của một người lớn, thì cái đường vỏ xương nó liên tục ha. Đường vỏ xương nó liên tục từ thân qua cổ qua chỏm. Cái cổ là nơi chuyển tiếp giữa đường thẳng và đường cong nha. Rồi đây là một em bé, trên hình X-quang em bé này các anh chị thấy cái chỏm xương nó chưa cốt hóa hết đâu. Cho nên là cái phần mà chưa cốt hóa đó là sụn. Sụn là một khối đặc, chứ không phải là mình nhìn thấy như vậy mình nói cái này tràn dịch là không có. Rồi thì trên hình siêu âm mình sẽ ngay cái chỗ sụn đó mình sẽ không có thấy được cái vỏ xương, đúng chưa? Mình sẽ coi bé này mấy tuổi, coi có bị những cái rối loạn phát triển hay không.
sau đó mình mới coi là hình siêu âm này tương xứng với tuổi của bé, tuổi xương của bé. Thì khi nó nằm nè, thì cái x-quang giả bộ, x-quang mình xoay xuống nè, mình sẽ thấy chưa? Các chị thấy cái chõm xương đùi không? Cái vùng cốt khoáng nó có một chút thôi, còn lại là vùng sụn hết. Thì trên hình siêu âm mình chỉ thấy được nguyên cái chõm xương đùi sụn nè, sụn của nó thôi, chứ không thấy được cái vỏ xương là đường phản âm dày trắng. Rồi tại sao mình nói là các anh chị phải lấy ngay cái cổ xương đùi? Tại vì cái bao khớp là đường màu đỏ. Các chị thấy không? Nếu mà tràn dịch thì nó sẽ động nơi trũng nhất. Nơi trũng nhất trong cái khớp án là ngay cái cổ xương đùi. Có bao nhiêu dịch là nó động lên đó, mặt là nó tràn ra phía sau mông, cái mặt sau của khớp án. Như vậy bệnh nhân nằm ngửa cái này thì mình nè. Thì nếu như trường hợp ca này có chỉ định tiêm khớp thì có phải là có tụ dịch không? Tụ dịch là nguyên cái lớp màu vàng này, nguyên cái bề dày của lớp màu vàng tụ dịch. Thì cái vỏ màu xanh lá cây chính là vỏ xương của vùng cổ, còn màu đỏ chính là bao khớp bị cái tụ dịch nó đẩy lên. Như vậy mục tiêu của mình sẽ đưa cái đầu kim đi vô chỗ sâu nhất của cái lớp màu vàng này, chính là nơi cổ xương đùi, là nơi chuyển tiếp giữa đường cong của chõm và đường thẳng của thân trên hình siêu âm. Nha ha. Mình đầu tiên mình sẽ cắt cho được cái hình siêu âm này. Cái hình trên này đã thấy vỏ xương. Sau đó mình nhắm cái cổ ở đâu rồi mình đi kim vô. Rồi, đây là một cái khớp háng em bé. Đúng không? Các anh chị thấy cái đường sụn tiếp hợp mất liên tục không? Bé này nó cốt há gần hết rồi. Còn cái hình hồi nãy là bé kia nó chưa có cốt há cái chõm luôn. Bé này nó cốt há gần hết và nó có dịch. Nó dày bao hoạt dịch của viêm khớp háng thoáng qua hay viêm khớp háng nhiễm trùng gì đó. Thì mình cần phải hút dịch ra để xét nghiệm tế bào luôn. Mình lấy cái nước siêu âm này lại. Rồi, tư thế bệnh nhân nằm ngửa. Như vậy nói, nằm ngửa vậy bàn chân của bệnh nhân có cần xoay vô, xoay ra giống như chụp x-quang không? Chụp x-quang cái đòi phải đúng thế. Không cần. Đã có máy siêu âm rồi, các anh chị nói bệnh nhân, anh chị nằm sao thoải mái là được. Bàn chân xoay vô, xoay ra, nó đau quá, nó muốn xoay, kiểu gì nó xoay. Mình chỉ đặt cái máy siêu âm lên, mình tìm cái cổ xương đùi là xong. Rồi. Kim thì sẽ đi từ chân lên đầu ha, tay còn lại giữ đầu giò. Anh chị thấy bao khớp không? Bao khớp nó sẽ bọc qua cổ xương đùi ha, bao khớp bọc từ ổ cối qua cổ xương đùi. Mục tiêu của mình đi kim vô trong bao khớp. Dạ. Thì có trên cái tim á thì nó có hai cách để nhìn thấy cái mũi kim, gọi là in và out, trong và ngoài. Rồi, anh ngửa cái màn hình, ngửa cái đầu giò lên. Các anh chị thấy nếu cách thứ nhất là cách in plane là cùng một mặt thẳng ha. Thì ở đây khớp háng mình sẽ dùng kim 22 gauge. Mình có thể coi các thông số kim ở đây nha. Rồi kim này á thì nó đủ dài 7 đến 8 cm và đủ dày để mình cảm nhận trong cái cơ lúc mình đi á, mình biết là kim cái kim mỏng quá cũng đủ bề dài rồi 8 cm. Nhưng mà nó mỏng quá đi vô kim nó quẹo 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 hết mình không cảm nhận được. Và mỏng quá thì trên máy siêu âm không hiện hình. Rồi cái cách in plane tức là kim nó sẽ trùng với mặt phẳng của cái miếng màu xám này. Còn out plane là mình sẽ đâm kim vô, nhưng mà sẽ đâm bệnh lệch vào một bên như thế này ha. Mình sẽ thấy được có một điểm ở trong cái thân kim khi mà nó được mình xuyên qua thôi, xuyên qua dưới đầu giò thôi. Còn nếu như mình xuyên qua cùng mặt phẳng của đầu giò và mặt phẳng của trục kim nè, nó trùng nhau gọi là in plane. Thì mình sẽ thấy được, tôi bắt đầu tim này nha, tôi thấy được cái đầu kim nó bắt đầu xuất hiện vô diện tích màu xám đúng không? Tim lên nữa tôi thấy từ đầu đến nửa thân, qua nữa tôi thấy từ đầu đến đốc kim luôn. Thì cái implant này là an toàn nhất, chuẩn nhất. Nhưng nếu trường hợp trên da này hay vị trí này lồi lõm có sẹo mổ cũ, lồi lõm các thứ mình đi không được thì mình dùng outplant. Outplant sẽ cao thủ hơn. Các anh chị làm quen rồi để nhắm rằng là cái kim của tôi vô được 1cm thì thấy đầu qua nữa. Tôi không thấy cái đầu kim đâu mà tôi biết là nó vô được 1cm rồi đó. Để mình tiên lượng thôi chứ không biết chính xác. Cho nên outplant ngoài mặt phẳng là dùng cho cao thủ, thường là trên tuyến giáp nè. Tuyến giáp nó vùng diện tích nó nhỏ lắm, mình không có thể làm kèo gì được. Với lại đi trong tuyến mạch máu nhiều thì người ta không đi đường kim dài. Đi implant thì thường đường kim đi trong mô nó dài, nó sẽ gây xuất huyết nhiều hơn. Còn outplant nó chỉ đâm một chút xíu à, nó đâm trùng góc với mặt phẳng này, phẳng của đầu giò luôn, cho nên cái khoảng cách xâm lấn của nó có một phân đổ lại thôi. Còn đi outplane là đi từ da đúng không, mình đi vô cũng phải 2 đến 3 phân thì cái đường xuyên thấu của nó nhiều hơn. Rồi anh chị đã lên, để đầu giò lên nha.
chỉnh hướng, cầm đầu, cầm cái tay sát thấp xuống. Rồi, mục tiêu đúng rồi, các anh chị thấy không? Đây là cái đường sụn tiếp hợp đúng không? Đây là cổ, cổ đây. Thì cái bề sâu này nó tới đây, thì mình sẽ chỉnh cho nó 3cm đi. Để làm gì? Để mình thấy hết được cái này, thấy hết được cái vỏ xương. Rồi mục tiêu của mình sẽ là kim đi vô chỗ ngay chỗ chuyển tiếp chỗ đường thẳng của thân và đường cong bắt đầu của chỏm nha. Thì ngay chỗ này như vậy, nếu như mình dời trên cái màn hình ha, bề ngang từ đây qua đây, mình cho cái điểm này nè, mình dời nó càng về sát về phía chân bệnh nhân. Ví dụ anh đi như vậy đúng không, có phải là cái điểm tim nó vàng với sát đây thì cái đường kim đi nó ngắn nhất đúng chưa? Còn nếu như anh dời qua đây, anh muốn tim vô đây, có phải là đường kim nó phải đâm sâu hơn không, đâm lúc cán kim luôn. Cho nên là mình sẽ ưu thế mình ráng điều chỉnh cho cái điểm tim càng gần về đây càng tốt. Nhưng mà đừng có sát ngay bờ thì kim nó sẽ phải đi vuông góc ha. Mình sẽ cho nó có một cái góc, một cái góc để mình thấy được. Đầu tiên tôi thấy kim nó đi mũi thân rồi tới tới điểm này. Dạ. Ha. Rồi trên cái kim này á thì mình có cái dấu để biết rằng là cái dấu này là cái mặt phát của kim. Thầy người ta khuyến cáo trong một số sách, các anh chị đọc sẽ thấy khuyến cáo là cho mặt phát của kim úp xuống vỏ xương. Khi mình đã cầm kim mình rờ mình thấy à, có cái khớp và biết mặt phát kim úp xuống. Để khi mình vô trong vỏ xương rồi mình bơm á thì cái dịch nó xịt vô trong cái vỏ xương nó sẽ tóe lên. Thì trên hình sẽ mình sẽ thấy nó rõ. Còn khi mình ngửa ra thì áp lực cũng chừng đó, nhưng mà cái hình, nhưng mà cái dịch nó sẽ hòa, dịch thuốc á nó sẽ hòa vô trong cái dịch khớp có sẵn. Nó sẽ khó lên hình, khó phát hiện hơn. Khuyến cáo vậy thôi, còn khi mình làm á mình cứ nhìn quen, mắt của anh chị đã nhìn quen rồi thì cái anh chị ngửa thì ấm đầu vác không quan trọng nữa. Dạ rồi, giờ anh cầm nha. Ha, anh chỉnh nha, cho cái đúng rồi, tới đó là được rồi. Trụ cái tay đầu dò cho chắc. Bây giờ tới cái tay kim anh đi thì người ta câu hỏi là đầu mũi kim cách cái bờ của đầu dò là bao nhiêu đúng không? Khoảng 1cm đổ lại nha. Tùy bề sâu, ví dụ như bề sâu của mình từ da xuống đây là 1.5 cm thì anh nhắm như là đi có 1 cm thôi. Thì nguyên cái tam giác này ở đây 1 cm, tam giác này anh cho ra đây 1 cm, có phải là đường chéo này là 1.5 không ha. Rồi như vậy thì anh cho khoảng chừng này ha, bây giờ làm quen rồi, từ từ. Rồi khi vô đầu mũi kim rồi, các anh chị quan sát ngưng lại nha. Mình thấy cái mũi kim là trùng mặt phẳng với đầu dò, nhưng cái đốc kim màu vàng này nó đã ẹo qua đây, thấy không? Đây là mặt phẳng của đầu dò, nhưng mà mặt phẳng của kim, của thân kim nè, đốc màu vàng dưới đây nó xéo vậy thì anh sẽ không thấy được, cho nên anh viết chỉnh cái mũi kim vẫn để đó, nhưng mà cái đốc kim anh chỉ vô, được chưa? Rồi cái đầu dò anh là bị lệch qua đây, là ra anh vô lại đi dưới chứ nó bị ảnh giả. Đây anh chị thấy nha, mũi kim đúng không? Khi mình vô này rồi, mình vô được nửa đường, mình thấy nhắm rằng là cái đầu mũi kim của mình nó đi hơi hơi cao lên. Thì bây giờ mình anh nâng cái đốc kim lên. Rồi, được chưa? Vậy là anh đã đi đúng rồi đó. Sau khi đi đúng rồi, bắt đầu mình giữ tay đầu dò để nguyên đó, rút cái chui vàng lõi ra, test nước. Thì lúc này mình mới nói là tại sao mà mình cần phải úp cái mặt vát á. Rồi người phụ, hoặc là nếu mà các anh chị làm tự tin một mình, các anh chị sẽ bơm. Rồi bây giờ tôi kiểm tra lại, anh phải tìm lại cái đầu kim, cái tay mình làm chưa quen được rồi nha. Được chưa? Rồi anh bơm đi, anh bơm nhẹ nhẹ. Rồi lúc xíu rồi đó, bơm xuống đây thì nước nó sẽ xịt vô chỗ này nè nha. Bị trợt rồi. Rồi bơm nhẹ nhẹ đi anh. Rồi bơm lại đó. Rồi thôi được rồi các anh chị ha, tức là nước nó sẽ xịt lên nhỏ nhỏ đây, cho nên khi mình, nếu mà mình ngửa mặt vát ra thì nó sẽ vỡ lên trên đây nha. Rồi đừng bơm nữa, tức là bơm tượng chân thôi. Tại sao cái này là rau câu á, nếu mình bơm nhiều nó bể thì các anh chị sau không có làm được. Rồi vậy thì giờ mục tiêu của các anh chị mình sẽ thay phiên nhau làm thử, cầm đầu dò này nọ các thứ làm thử, để tí nữa mình sẽ đẩy máy lên trên sáng. Cầm trước đi nha, anh có găng tay hay cầm chứ.